chàng trai gen z đập tường giải cứu ba người khỏi đám cháy phố trung kính thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ trách nhiệm vụ cháy 14 người chết ở hà nội cô gái trẻ kể tình huống may mắn thoát nạn trong vụ cháy nhà trọ ở hà nội lời kể của chủ nhà trọ trong vụ cháy 14 người chết ở hà nội vụ tạt axit làm 8 người thương vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghi phạm khai nguyên nhân mâu thuẫn trên bàn nhậu. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 14 người tử vong và nhiều người khác bị thương trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền hình ảnh một nam thanh niên cởi trần, một tay bám vào cửa sổ, một chân đứng trên thang tre, ra sức đập vỡ bức tường ngôi nhà bị cháy. Theo đó, video đã nhận được sự tương tác rất lớn, nhiều thành viên trên mạng xã hội bày tỏ sự ngưỡng mộ với nam thanh niên trong video khi đã dũng cảm bất chấp hiểm nguy để cứu hộ cứu nạn. Qua tìm hiểu, một trong ba người bất chấp nguy hiểm tham gia giải cứu các nạn nhân mắc kẹt tên Tuấn, 21 tuổi, quê Nam Định. Tuấn chia sẻ, anh là sinh viên thuê trọ gần đây khoảng 1 giờ sáng anh nghe thấy tiếng hô hoán có cháy từ nhà hàng xóm. Theo phản xạ, Tuấn vội vàng chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà bên cạnh, việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Lúc này, tại căn nhà 2 tầng, một tum nằm cạnh cổng của nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 trung kính cầu giấy Hà Nội có nhiều tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, anh Tuấn cùng hai người khác dựng thang trèo lên nơi có cửa sổ tầng 2 của căn nhà. Anh Tuấn cho hay hình ảnh trong clip được chia sẻ không phải là tôi mà là một bạn khác trong ba người khi đó tôi với hai người khác thay nhau leo thang lên rồi đập tường của căn nhà tuấn cho biết thêm một người trong nhóm đã dũng cảm bám tay vào cửa sổ tay còn lại dùng búa đập thủng bức tường đưa ba nạn nhân chui ra ngoài an toàn ngay sau đó lửa bùng lên dữ dội lúc này mọi người đánh bất lực trước tiếng kêu cứu của những người còn mắc kẹt trên tầng thượng Sáng ngày 24 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hồi 0 giờ 46 phút cùng ngày, tổng đài 114, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố và công an quận Cầu Giấy, lực lượng cảnh sát 113 công an quận Cầu Giấy, công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Lúc 0 giờ 52 phút, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu dụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Hiện tại, Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập tại công điện số 52, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1, ngõ 43 trên 98 trên 31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội khiến 14 người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ ngành cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là luật phòng cháy và chữa cháy. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương ra soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh cho thuê trọ. Công việc này phải báo cáo thủ tướng trước ngày 30 tháng 7. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan và địa phương phải kiểm tra phân loại có ngay giải pháp về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới. Cùng ngày, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm các sai phạm. Đồng thời, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy hỗ trợ 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương. Trưa ngày 24 tháng 5, một trong những người may mắn thoát nạn sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 14 người tử vong ở trung kính Hà Nội đã kể lại câu chuyện của bản thân. Theo đó, cô gái này thuê trọ ở đây từ tháng 1 năm 2024, đang dự định chuyển đi nơi khác vào đầu tháng sau. Cô gái kể, khoảng 22 giờ 30 phút hôm trước có đi uống nước với bạn Đến 23 giờ 8 phút về nhà thì cô chủ trọ đã khóa cổng nên không vào được, phải sang phòng bạn ngủ. Sau khi đến nhà của bạn, cô gái bất ngờ nghe tin vụ cháy xảy ra nhưng không để ý vì nghĩ không phải nơi mình đang thuê trọ. Cô gái nói, hơn 0 giờ 30 phút cùng ngày tôi nghe tin vụ cháy xảy ra nhưng không để ý. Đến sáng tôi mới biết vụ cháy xảy ra ở nơi mình đang ở nên rất sốc và bàng hoàng. Cô gái trẻ cũng được lực lượng chức năng thông báo phòng trọ của cô không bị ảnh hưởng nhiều, đáng giá nhất chỉ là chiếc xe máy. Ngoài ra, cô gái cũng mong các giấy tờ, vật dụng trong phòng không bị ảnh hưởng do sức nóng từ vụ cháy. Hiện tại, cô gái trẻ cũng đang phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết vụ việc. Theo ông Quy, chủ căn nhà xảy ra cháy, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông có 7 người trong nhà và khoảng hơn 15 người thuê trọ ở các phòng. Sáng 24 tháng 5, con ngõ nhỏ dẫn vào hiện trường vụ cháy nhà trọ 3 tầng ở số 1, hẻm 31, ngách 98 ngõ 43 đường Trung Kính cầu giấy khiến 14 người chết, tập nập người qua lại. Ông Quy, người lấm lem khói bụi buồn bã cho biết, gia đình ông có 4 thế hệ ở trong ngôi nhà này, gồm cụ bà 86 tuổi, mẹ ông Quy, hai vợ chồng ông Quy, hai vợ chồng con trai và hai cháu nhỏ. Ông Quy nói, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán cháy, tôi liền vùng dậy dùng búa đập tường, cửa sổ để thoát thân. Sau đó, một số hàng xóm cầm búa chạy sang hỗ trợ đục tường, treo dây thang để leo xuống. Ông quy cho hay có 5 người trong nhà ông được cứu thoát, con trai và vợ ông đã tử vong. Trong khi đó chị Võ Hoài An ở gần hiện trường cho biết, khoảng 0 giờ 45 phút chị đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô hoán có cháy. Một lúc sau, thấy một số người dân đến la lớn và mang bình cứu hỏa ra dập lửa. Lúc này, lửa và khói đen bốc lên nghi ngút, hạt lửa bay cuồn cuộn cùng làn khói đặc quánh. Chị An nói, bạn trai của tôi nhanh chóng lấy bình cứu hỏa chạy sang ngôi nhà bị cháy cùng mọi người dập lửa. Mọi người xịt hàng chục bình chữa cháy và liên tục dùng chậu múc nước hất vào khu vực cháy nhưng không thể khống chế ngọn lửa. Liên quan tới vụ cháy vừa xảy ra tại Trung Kính, Hà Nội khiến nhiều người thiệt mạng. Bà Nguyễn Thị Việt sinh sống ở số nhà 18 ngách 43 trên 98 phố Trung Kính chia sẻ, sau khi phát hiện đám cháy tại ngôi nhà 3 tầng, người dân xung quanh đây có hô hoán lên để chữa cháy. Dù đã dùng bình cứu hỏa nhưng đám cháy vẫn bùng to. Theo bà Nguyễn Thị Việt, căn nhà trọ kết hợp với kinh doanh nằm trong ngõ chật hẹp. Lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để tiếp cận, kéo vòi xịt nước vào bên trong dập lửa. Bà nói, căn nhà này mấy năm nay kinh doanh sửa chữa, mua bán xe máy điện, xe đạp điện. Phía dưới tầng 1 là kinh doanh, bên trên các tầng là kinh doanh nhà trọ. Vụ việc xảy ra trong đêm khiến người dân ở đây cảm thấy bàng hoàng. Trong tỉnh giấc bởi nhiều tiếng nổ, anh Trần Hưng Thịnh, sống cách hiện trường khoảng 15 mét cũng cảm thấy hoảng hốt. Anh Trần Hưng Thịnh kể, thời điểm đó là vào khoảng 0 giờ 30 phút, tôi thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà, cũng là nơi sửa chữa xe máy xe đạp điện. Mọi người chi hô nhau bỏ chạy và lấy bình cứu hỏa mini để dập lửa. Cũng theo anh Thịnh, dù mọi người rất cố gắng nhưng không thể dập được cháy, lửa lan nhanh tạo ra nhiều khói rất khó thở. Anh Thịnh nói một lúc sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến. Công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Đến khoảng 3 giờ thì nhiều người được đưa ra bằng cáng, có cả những nạn nhân bị cháy kín. Cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ, chị Phạm Thanh An cho biết đã giật mình bởi tiếng nổ phát ra. Chị Bàng Hoàng kể lại, tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Cũng theo chị An, lúc đó mọi người hoảng hốt chạy nháo nhào hết Khung cảnh rất hỗn loạn. Ông Phạm Quốc Việt, đội trưởng đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angle cho biết, hơn 10 thành viên của nhóm đã đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc 1 giờ sáng. Căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ, trong các phòng có nhiều người. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn do lửa nóng, nhiều khói. Ông Phạm Quốc Việt nói, lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân, sự việc quá đau lòng. Chị Nguyễn Thị Nga, 32 tuổi, cách hiện trường vụ cháy khoảng 20 mét cho hay. Khi phát hiện khói đen bốc lên, coi báo cháy của xe cứu hỏa kêu inh ỏi, chị ngay lập tức hô hoán mọi người xung quanh rồi chạy ra ngoài để xem tình hình. Chị Nga nói, ngõ 119 trung kính rất nhỏ, chỉ vừa hai xe máy đi qua nên công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Ngay khi có mặt, cảnh sát đã phải dùng nhiều biện pháp chữa cháy, kéo hàng trăm mét đường ống dẫn nước vào để dập lửa. Cũng theo chị Nga, Công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài. Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là hai tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Tiếng nổ lớn trong đêm cùng tiếng kêu cứu thất thanh khiến tôi vừa ám ảnh vừa đau đến xé lòng. Sau vụ hỏa hoạn, ngôi nhà ở trung kính thành phố Hà Nội phủ màu đen do ám khói, cửa sắt bị biến dạng, bên trong nhiều xe máy, xe đạp và vật dụng cháy trơ khung toàn bộ căn nhà phủ màu đen của khói, mọi vật dụng đều biến dạng dưới sức nóng của lửa. Bên trong một căn phòng, nhiều đồ đạc méo mó. Các mảnh tôn, kính vỡ vụn, nóng chảy, đổ sập xuống sân nhà. Cánh cửa gỗ của một căn phòng cháy thành than, kính vỡ vụn, nhiều mảnh tan chảy cho thấy sức nóng của ngọn lửa. Bức tường của ngôi nhà bị đập thùng, thang cứu hộ được sử dụng để cứu người bên trong. Cảnh sát chữa cháy đã cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà. Ba người đã được cứu theo hướng tiếp cận này. Tối 23 tháng 5, một lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Eterling, huyện Cư rút, tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xét đánh khiến một người phụ nữ tử vong. Nạn nhân được xác định là bà DTP, 39 tuổi, ngụ thị trấn Eterling, huyện Cư rút. Theo thông tin ban đầu, Khoảng 18 giờ 30 phút tối 23 tháng 5, bà P cùng chồng và các con đang ăn cơm tối. Thời điểm đó, trên địa bàn huyện Cư rút trời mưa to kèm theo sấm sét. Trong lúc gia đình bà P đang ăn cơm thì bị sét đánh trúng người. Vụ việc khiến bà P tử vong ngay sau đó. Theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Ea Tơ Linh, vợ chồng bà P có ba con trai từ 10 đến 16 tuổi. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân tương đối khó khăn. Sau khi nắm thông tin vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn Ea Tư Linh đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà P. Trước đó, đài khí tượng thủy văn Đắc Nông dự báo từ ngày 23 tháng 5 trên địa bàn có mưa mưa rào vào chiều tối và đêm, khu vực phía nam tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Đài khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các địa phương trong toàn tỉnh. Các trận mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét, mưa đá kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc nền địa chất yếu. Nhiều nạn nhân vụ tạt axit làm một người chết, 7 người bị thương tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã được chuyển vào bệnh viện trợ rẫy để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Đến tối 23 tháng 5, công an quận 7 vẫn đang phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh lấy lời khai của đặng Hoàng Toàn 38 tuổi, ngụ quận 4 thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ nguyên nhân vụ tạt axit. Bước đầu Toàn cho biết tối 22 tháng 5 có cùng ngồi nhậu với một nhóm người là công nhân của một công ty trên địa bàn quận 7. Sau đó Toàn và cả nhóm xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Khi được can ngăn, Toàn bỏ về phòng trọ cách đó không xa để ngủ. Tuy nhiên trong lúc ngủ, Toàn cho rằng nghe thấy nhóm bạn nói xấu mình nên vào nhà vệ sinh lấy can axit tạt vào bàn nhậu. Vụ việc khiến 8 nạn nhân đều bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân 30 tuổi do vết thương quá nặng đã tử vong, một người khác đang nguy kịch và 6 người bị thương nặng. Thông tin về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ tạt axit vào bàn nhậu ở quận 7, tối 23 tháng 5, đại diện bệnh viện Trợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện 3 bệnh nhân điều trị ở khoa mắt, một bệnh nhân nặng nhất điều trị ở khoa phòng và phẫu thuật tạo hình của bệnh viện. Bệnh nhân bỏng nặng nhất sinh năm 1986 quê Long An, anh nhập viện trong tình trạng tỉnh, bỏng vùng mặt, miệng, mũi, thân và tay. Các bác sĩ đánh giá bệnh nhân bỏng nặng nên cấp cứu báo động đỏ và hội trần nhiều chuyên khoa. Bệnh nhân bị biến chứng suy hô hấp nên được đặt nội khí quản và thở máy tại khoa cấp cứu. Sau cấp cứu điều trị 5 tiếng đồng hồ, bệnh nhân được chuyển khoa phòng phẫu thuật tạo hình vào sáng 23 tháng 5. Nam thanh niên tiếp tục thở máy qua nội khí quản, hôn mê, sử dụng thuốc an thần, kháng viêm, thay băng, chăm sóc vết thương bỏng. Anh còn mắc hội chứng rubella nên được hội trần thêm chuyên khoa nội tim mạch. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phước Tiến, phó khoa phòng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện Trợ Rẫy, bệnh nhân chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi, bỏng kết giác mạc hai mắt độ 3 và 4, bỏng da diện tích khoảng 15%, độ 2, nhiều ở mặt và tứ chi, biến chứng toan chuyển hóa và suy thận. Theo dõi thêm hội chứng rubella. Bác sĩ Tiến nói, tiên lượng bệnh nhân khá dè rặt. Ba bệnh nhân đang điều trị tại khoa mắt của bệnh viện đều làn nam, ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Các bác sĩ đánh giá có hai bệnh nhân bị thương nhẹ nên được rửa mắt tại khoa cấp cứu, một bệnh nhân nặng hơn nên được đưa vào phòng mổ để rửa, loại bỏ hóa chất. Hai bệnh nhân nhẹ thì bỏng mắt độ 2 và thị lực đếm ngón tay trên 1 mét. Bệnh nhân nặng hơn thì cần theo dõi thêm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Việt Hồng, công tác tại khoa mắt, bệnh viện trợ rẫy cho biết như vậy. Chuyên gia khuyến cáo những người bị bỏng hóa chất cần rửa vết thương dưới nước sạch khoảng 15 đến 30 phút sau đó bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu và tiếp tục chuyển đến bệnh viện chuyên khoa điều trị kịp thời